Cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Trọng đây ha. Thì hôm nay mình có ông anh thì ổng nhờ mình kiểm tra cho một cái pin này, coi pin này còn hư hay là còn dùng được. Pin này chắc pin cũng đóng pin máy bãi Nhật bãi nè. Đây người ta làm sẵn cái chỗ để sạc pin nè. Pin này giống như pin Nati vậy đó. Nati hay Panasonic gì nè. Pin này 12V 3S. Bây giờ mình sẽ kiểm tra từng cái thử coi nó có bị gì. Pin hiện biết nó còn được nhiêu đây. Thường có 3.6 à. Thường nó 12V mà giờ còn 3.6 à. Nó có thể pin hư rồi. Cái cục sạc của nó à. Một cái chân ngắn, một chân dài. Mình gắm cái đây thử coi nó có đúng cái điện áp của mình không. À, cục sạc này ok nha, 12V 5. Giờ chỉ còn cái pin này thôi. Giờ để mình tháo ra mình coi coi nó bị gì. Thì đây nó có bốn con ốc này là ốc lục giác, nhưng mà nó có lỗ trong á. Mình dùng bằng cái này thì không có mở được. Tại cái này nó không có cái lỗ trong nên không mở được. Bắt buộc mình phải dùng cái này. Này nó có cái lỗ nè. Thì mình sẽ mở ra. Bỏ mày qua bên đi, lát tính sao. Nó giờ thòi. Đây, bên trong ở đây. Rồi một cái mạch 3S. Pin của LG. Đây là 6 cell pin. Rồi một cái mạch 3S 40A. Cái mối hàng nhìn không được giống như là cứng cáp cho lắm. Ở đây cực dương hàng có 2 điểm và tiếp xúc có chút xíu à. Đây này cũng vậy. Đây là LG. Đó, LG nè. Giờ mình sẽ tháo cái mạch ra, tháo pin ra luôn, kiểm tra coi sao. Rồi để mình đo trước coi từng xe của nó có bị hư xe nào không. Tổng của nó giờ đó, cho mình để mình đo thử nè. Tổng bây giờ còn có 5.9V nè. Đây là tổng 5.9, 5.8. Cục này còn nguyên nè, 4.1 nữa. Cục này còn 2.15. Rồi cục thứ 3 là không còn bon nào luôn. Vậy là chiếc xe 3 bị chết rồi. Để mình lấy ra. Giấu là cái đi mất công đó, không biết cái nào âm dương luôn. Rồi cái này ra đi, lát mình sẽ vệ sinh là cái điểm tiếp xúc luôn. Tiếp tiên mình phải tháo cái mạch ra, cứng quá. Nó cứng luôn. Đây cái mạch. Bây giờ mình đo sơ qua là một cái nha. Mình coi cái điện áp của nó bao nhiêu. Là 2 cái 0V, 1 2 cái 4V1 và 2 cái 1V9. Bây giờ 6 pin này mình sẽ bỏ luôn, không dùng tới nữa. Mình sẽ dùng 6 pin khác.
mình sẽ dùng 6 viên này nha. Mình sạc sạc nó đầy hết rồi nè, lên từ 100% rồi. Mình sẽ dùng 6 viên này. Dung lượng của nó là tới 2600 rồi. Mình đã đo hết rồi. Mình đã ghi lên thông số trên cái vỏ viên đó rồi, 2600 rồi. Đây, điện áp nó 4V18 nè. 4V17. 4V18. 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 Rồi, nói chung là điện áp nó ngang nhau hết. Bây giờ mình sẽ dán bảo vệ cực dương lại trước khi hàn. Mình không có kẽm vuông, mình lấy cái này luôn. Này kẽm của Makita nè. Mình cắt bỏ này đi. Rồi xong. Được thôi. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình hàn nha. Thì vẫn như mọi khi thôi. Đây cái mạch của mình sẽ nằm vậy. Đây là B trừ nè, B trừ. Đây sẽ B1. Đây B2. Đây B cộng. Thì mình sẽ cắt miếng thiết hàng lên đây luôn. Rồi vậy là mình xong hàng xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đo thử coi cái điện áp mình ra cho nó ok không. Đây mình đo thử nha. Dương đây, âm đây. Đây 12V54. Một cục nè, 4V18. Hai cục nè. Ok, vậy là đúng rồi. Giờ mình sẽ hàn chì vô. Hàn chì vô xong rồi mình coi coi cái điện áp ra của mình có nó ok không. Mình đã hàn xong. Có chút khó khăn chút xíu nhưng mà vẫn hàn xong. Giờ mình đo cái ngõ ra của nó coi bao nhiêu volt nha. Phải là 12V mấy mới đúng. Mình đo lại nha, 12V. 12V54. Thì cái ngõ ra của nó mình coi coi đúng chính xác không. Ngõ ra của nó là 12V53. Không lệch bao nhiêu hết, vậy là ok đó. Đây, bây giờ mình sẽ dán bảo vệ cái hai cái cực lại xong mình bỏ vô cái vỏ. Là xong. Rồi mình đã hàn lại hai chân âm dương như cũ nè. Nãy mình cứ làm dấu bằng keo đen là âm nè. Thì mình cứ hàng âm dương thôi. Rồi để giờ mình đo lại thử cái điện áp ra cái đầu này nó vô không nha. Đây 12V53 luôn, ok luôn, quá ngon luôn. Bây giờ mình thử sạc thử coi nó vô không nha. Vô pin mình đầy á nên mình gắm vô nó hiện đèn xanh. Mình tưởng lúc đầu mình tưởng là sạc không ăn á. Nhưng mà thực sự là pin đầy. Rồi bây giờ mình sẽ gắp vô cái vỏ pin luôn nha. Thì mình đi test thử coi sao. Rồi mình đã dặn xong. Và mình cũng đã thay xong cái khối pin 3S 2B.
12 quanh 6, cũng có cái vỏ motor của cái Panasonic này, máy khoan cũng là 12V, 17 rồi, chỉ còn motor với lại cái hộp số nhông thôi. Giờ mình test thử coi nó chạy được không. Đang nha, thử cái này vô coi, vậy coi. Rồi, coi như mình đã đóng xong cái khối pin 3S 2B. Điện áp ra cũng ok hết rồi, bây giờ mình sẽ trả cho bạn mình thôi. Clip mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú các anh chị đã theo dõi clip. Mong cô chú các anh chị và ủng hộ. Hồi nãy mình cũng có quên cái gắn bỏ miếng này vô, bây giờ mình sẽ tháo ra mình bỏ vô lại. Rồi, mình xin kết thúc clip tại đây nha. Bây giờ thì nó đã nhận rồi nè cả nhà. Hồi nãy do nó pin nó đầy hay sao á, nó không nhận, là mình cho nó chạy chút xíu á, giờ nó đã nhận rồi nè, màu đỏ nè, để cho nó sạc một chút xíu coi nó đầy không. À, pin đầy rồi nè cả nhà, đó nãy mình xài chút xíu rồi nó hao tí rồi nó mới sạc được á.